Xin chào các bạn, mình là Rồi. Chào mừng các bạn đã đến với Chu Smart. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ có một bài hướng dẫn cho các bạn cách để có được thêm những cái phần quản lý về dung lượng như là RAM và bộ nhớ trong và pin nữa dành cho những chiếc điện thoại iOS. Làm sao để chúng ta có những cái phần quản lý giống như ở trên những chiếc điện thoại Android. Để tiến hành, chúng ta sẽ vào trong App Store. Các bạn hãy tải cho mình phần mềm System Info. Đây các bạn nhé, tên trên cùng này, nó là ứng dụng này. Ở đây thì mình đã tải về rồi, và các bạn có thể mở nó ra. Ở trong này chúng ta sẽ có đầy đủ những cái thông tin về dung lượng pin này, quản lý RAM, quản lý bộ nhớ trong. Đây, giống hệt như trên một chiếc điện thoại chạy Android. Và chính nhờ những cái thông tin này thì chúng ta có thể quản lý dung lượng của thiết bị của chúng ta để làm sao nó hoạt động luôn ổn định và tốt nhất. Ngoài ra thì chúng ta có thể thêm được phần quản lý ở đây để mỗi lần xem chúng ta không phải mở ứng dụng lên, bằng cách là các bạn vào phần tìm kiếm ở bên này này, chúng ta chọn vào sửa và thêm ứng dụng System Info vào. Như vậy là chúng ta đã có thêm một thanh quản lý ở bên phần công cụ này rồi. Giờ vô cùng là đơn giản. Và ở những video lần sau thì tôi sẽ có những hướng dẫn cho các bạn cách để giải phóng bộ nhớ, giải phóng RAM cho những chiếc điện thoại iPhone. Thì các bạn đừng quên subscribe và like để có thể theo dõi những video tiếp theo của tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Chu Smart, hệ thống sửa chữa điện thoại số 1 Hà Nội.